lại đi. Anh mở mắt ra đi. Wow, đẹp quá ta. Cái đó em làm để tặng cho anh đó. Mà cái này là cái gì vậy? Dạ, cái đó là vòng bắt giấc mơ. Tên là lạ quá ta. Dạ, nó có công dụng là thu hút các giấc mơ. Giấc mơ đẹp thì nó sẽ bay xuống những sợi lông vũ để bay vào giấc mơ của chủ nhân. Còn giấc mơ xấu thì nó sẽ giữ lại trên lưới. Ánh nắng chiếu vào sẽ bị tan biến. Hay quá vậy. Anh cũng có quà tặng. Dạ. Wow, đẹp quá anh. Cái này bên tay mấy bạn anh em mặc á. Em thích nó không? Dạ thích. Thích là được rồi. Dạ. Em cảm ơn anh. Làm gì mà như khỉ ăn ngớt vậy? Ai? Miền, dạ ăn cơm. Ông gọi ai là Miền đó? Dạ xin lỗi tôi nhầm, dạ xin mời cô ba xuống ăn cơm à. Tôi bệnh rồi, ông nói là tôi chén thuốc giải cảm đi. Dạ. Cô ba, thuốc của cô ba đây cô ba. Trời ơi, sao cô ba lại hất đổ trơn vội vậy? Chơi chơi. Cô ơi, cô làm gì mà sao tôi không hiểu vậy? Đâu à. Con gái, có chuyện gì vậy? Dạ, con nhờ ông Năm đem chén thuốc cho con. Mà ông Năm hất đổ lên người con. Chắc tại ông Năm không có phục vụ con. Cũng tại con bệnh. Nếu con khỏe thì con cũng không dám làm phiền ông. Trời ơi, sao cô đổ oan cho tôi quá vậy? Tội lỗi lắm đó nha cô. Chẳng lẽ đứa nhỏ nó lại bị chuyện? Ông đừng có nghĩ á là ông lớn tuổi á là tôi không dám phạt ông nghe. Cha ơi, cha đừng có phạt ông, tội nghiệp ông lắm cha. Tại con mang tiếng là con nuôi của cha mà con mặc đồ như vậy, tôi nông chưa quen đó cha. Được rồi, từ nay á con cứ lấy quần áo của muội mà mặc. Tạm thời con cứ qua phòng muội ở, cha sẽ sắp xếp chỗ ở sao. Chị có chịu không cha? Có gì á con nói là cha cho phép. Dạ. Ở đây không có ai muốn phục vụ con hết trơn cha. Con yên tâm đi, cha sẽ tìm người hầu mới cho con. Má con được không cha? Má con? Má con chỉ chăm sóc con thôi, tuyệt đối không tiếp cận với cha đâu. Mà con đâu có dám trèo cao. Cha cứ xem má của con như người xa lạ nha cha. Cha đồng ý.